18 Một câu di đà, không, giả, trung, ngàn môn vạn phái thâu tóm trọn. Niệm tới tâm lẫn Phật cùng mất, thoáng chốc lại gặp chủ nhân cũ. Chỉ thú của tịnh độ mầu nhiệm chẳng lường, nhất chân dứt bạc đối đãi tam đế viên dung. Nhân thấu triệt biển quả, chúng sanh và Phật, vốn tự như một. Quả thấu triệt nguồn nhân, phàm thánh vốn chẳng hai tâm này làm phật tâm này là phật pháp chỉ thẳng tâm người còn kém phần lạ lùng đặc biệt niệm phật trong đời này thành phật ngay trong đời này trải nhiều kiếp tu chứng càng thêm ngưỡng mộ phong thái cao vời thích hợp trọn khắp căn cơ thượng trung hạ thống nhiếp luật giáo thiền tông như trời rộng che khắp các loài tợ đất dày nâng đỡ muôn vật. Dậy chẳng sót một ai, như mưa đúng thời nhuần tưới vạn vật, ba loại cỏ, hai loại cây, đều sung xuê. Đây là thí dụ về căn tánh của chúng sanh, được nói trong phẩm dược thảo của Kinh Pháp Hoa. Hễ hướng về, liền được nhiếp thọ, dường biển cả dung nạp trăm sông, ngàn dòng, muôn nước, đều đổ hết vào đó. Quý vị muốn thoát sanh tử, hãy gấp mau vân thuận cốt sao tâm mình chỉ có phật hiệu đúc thành một khối chẳng chia ta người trọn chẳng có năng sở như thế thì diệu tánh vốn có mới có thể triệt để hiển lộ trọn vẹn vô thượng bồ đề mau được viên mãn rốt ráo chống trượng nói chuyên nghiệm như lai vô lượng thọ liền theo thế chí chứng viên thông